Đây bây giờ các bạn nhìn thấy nè, mình đã lên cái giai đoạn 2. Giai đoạn 2 tức là những cái phần mà mình chưa không độ, tức là chưa giấy trắng, bây giờ mình đã lên nó là một độ đậm. Còn tóc đó thì cái phần cắn mình lên là 2 độ đậm. Rồi bắt đầu mình lại tăng dần mấy cái thằng mảng sẫm với mảng mờ xung quanh nó lên. Thì các bạn thấy rõ không? Nè. Cái màu da mặt bên này nó đậm đà hơn bên này, thấy không? Bên này còn mình chưa lại để cho các bạn coi. Giai đoạn thứ nhất nè. Thấy không? Mắt còn mới có đậm hơn cái màu này chút xíu thôi. Còn bên đây khi mà cái màu da nó lên đậm hơn thì mắt nó đậm hơn nữa. Rồi tóc cũng vậy. Khi cái phần này phần sáng mình phẩm mình chưa không độ, nên bây giờ mình lên 2 độ. Mình lên 2 độ thì mấy thằng này mình lên 4 độ. Rồi gần đây nó tiếp xúc với mấy cái thằng trong mày nữa, mình sẽ lên 4 độ, lên 5 độ. Còn đây sở dĩ mình cần lên đậm chút xíu để mình coi con mắt mình nó thụt sâu vô chưa, nó như thế nào đó. Rồi mũi, lông mày, miệng mình cũng lên đậm lên một, nói chung là đậm lên một tông nữa rồi đó. Phần quần áo dưới nè, không còn cái nào là chừa trắng đó các bạn thấy không, trắng là như vậy là trắng nè. Còn giờ những cái trắng này nó đã lên một độ hết rồi, lên một độ hết thì đương nhiên máy này sẽ tăng lên, nó cũng giống như ban đầu vậy thôi, rốt cuộc nó cũng trở lại như ban đầu. Các bạn nhìn cái quần áo với nó y như ban đầu không, nhưng mà nó đậm đà hơn đó. Còn chừa nó trắng thì nó sao nó nhợt nhạt đúng không, nhưng mà nó vẫn nổi khói. Bây giờ mình ở đây mình sẽ tiếp tục mình đi cái đợt 2, tại vì mình đi giống bên này nè, thì cái này nó sẽ chìm xuống, cái này nó cũng chìm xuống, nhưng cái này sẽ tăng độ lên thì sẽ thành ra cái ánh sáng nó gần giống vậy luôn. Còn như cái cằm nè, bạn thấy bây giờ nó, và lúc đầu mình mới phóng nét hình học đó, thì nó vuông dứt không, khi mình đánh mình làm nó lan ra bắt đầu nó bầu tròn, các bạn thấy chưa. Tóm lại là khi mình vẽ mình sẽ còn chỉnh sửa nhiều lắm, nhưng mà đã thấy cái công thức của mình đi rồi nó như vậy đó, không bao giờ nó sai hết á. Chẳng hạn như bây giờ cái góc mũi nè, mình đi theo hình khối này nó quá rõ ràng phải không, nhưng mà cái hình mẫu á thì nó hơi bẹt ra nữa, cái góc mũi này nó bẹt ra nữa, thì nữa mình sẽ lấy gom mình mờ mờ nó ra. Tóm lại là vẽ xong á, thì mình còn phải nhấn những cái chỗ đậm, rồi mình còn phải lấy gom mình dứt những cái chỗ sáng ra nữa, nó mới sống động đó. Cái đợt giai đoạn 1 thì mắt, lông mày, mũi tức là hốc mũi đó, là cái lỗ mũi đó. Môi nó chỉ đậm hơn cái màu da, nó đậm hơn cái 2 độ một chút đó. Rồi khi mình tăng lên thì cứ tăng lên hoài. Khi bên này nó tăng lên rồi bắt đầu thằng mắt đậm hơn phải không, nó gần hoàn chỉnh, nó chưa hoàn chỉnh này, nó sẽ còn độ đậm nữa, nhưng mà mình mới đi vậy thôi, có nghĩa là có sự tương quan giữa nó với thằng này, giữa mắt này, giữa mắt như thế này, nó lên từng đợt như vậy đó. Mình lên một bên một cái cho các bạn dễ nhìn à, thấy chưa, rồi tóc cũng vậy đó. Bắt đầu các bạn thấy nó nổi khói lên không, mình muốn cho nó không nổi thì cho những cái sắc độ đậm lợn nó trên lợn nhau ít thôi, thì nó sẽ từ từ nó chìm xuống, có gì đâu. Còn sở dĩ các bạn thấy nó mịn như thế này, nó không có còn cái sọc chiếc chì nữa, là lấy tay di nó ra. Mình thấy tốt nhất là lấy tay di, chứ đừng có lấy giấy di ra, nó không có được trong. Hoặc là mình lấy cái cọ mềm, cái lông mềm mình đánh nó mịn hơn. Có những chỗ lớn như tóc thì có thể mình lấy giấy mình di, tùy chỗ ngón tay của mình, cái da của mình cho nó hay lắm. Khi mình chà mình có thể đè nặng đè nhẹ để mình biết được cái độ lan nó như thế nào đó. Các bạn thấy không, cái quá trình đó, những giai đoạn nó là như vậy. Thì trong cái giai đoạn mình lên từ 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 mình sẽ điều chỉnh nó lại,
giống như mẫu, hoặc là mình chế biến nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như cái mẫu mình nhìn mình thấy hai cái nó phẳng lẹt, nó không có nếp nhăn nếp gì của cái nó, mà mình đoán biết được là trong cái góc này nó sẽ có những cái nếp nhăn ra, thì nữa mình chế biến nó, mình vẽ thêm cho nó rõ ra. Tại vì hình chụp nhiều khi nó người ta cũng muốn lấy mấy cái đó lắm nhưng mà nó không rõ, cái máy nó cũng bị hạn chế. Còn mình vẽ là mình theo sự sáng tạo riêng của mình, sự hiểu biết riêng của mình đó. Đó, ở đây mình cho các bạn coi, thấy không, nó lên đậm đà chút xíu và nó khác, nó sẽ còn lên một lần nữa. Tức là khi nào cái giai đoạn một thì cái này chưa trắng, thấy không, các bạn đi đến nó được hai, tăng lên một lần là một độ và tăng độ đậm thêm một lần nữa là coi như là muốn xong rồi đó. Sau đó các bạn đi thêm cái này cái kia nọ nữa là nó xong. Cũng như cái hình này nè, này là dễ xong nè, thấy không, cái bóng hới rồi các bạn, thấy không, cho mình dễ xong. Mình cũng có phun một cái lớp bóng lên đây nha, phun một cái lớp bóng trong lên để mình bảo quản cái giấy chì, mà nhờ cái bóng trong nó làm cho cái hình nó bóng bẩy lên nữa, nó đậm đà thêm một chút nữa, hay là mấy bức tranh mình vẽ nè, mấy cái đợt đi triển lãm, mình vẽ chơi ở nhà thôi, có mấy bài thơ sáng tác thì đi vô. Đây cũng là một bức sáng tác riêng với bài thơ vô. Đây là bức cái nhà ở thôn quê nè, mình vẽ theo màu sắc của mình thấy nó mộc mạc không. Rồi thôi, mình sẽ vẽ tiếp cái giai đoạn khác nữa rồi mình sẽ đưa lên cho các bạn coi nha.